Khoảng gần 2 giờ sáng. Mà chứ mà thức đêm thì đông người này xong mà chưa ăn uống gì nữa. Bây giờ tôi đang đợi xem là có phát không gì mới đường mua xe khác chứ cứ đợi chỗ này biết chừng nào về được quen Tết thôi. Mà đến đây thì chả thấy tư vấn cho chỗ nào cả, không biết chỗ nào mà mua, chèn đông như thế này thì làm sao mà vào mà biết là chỗ nào mà hỏi được.